ការរកឃើញថ្មីបានបង្ហាញថាអ្នកដែលឧស្សាហ៍ហាត់ប្រាណរស់នៅបានយូរមិនសូវឈឺដោយអ្នកខ្ជិលហាត់ប្រាណទេមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកណាដែលចង់រស់នៅបានយូរហើយនឹងមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែរឿងនេះវាស្ថិតនៅលើថាតើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនឹងមានលក្ខណៈបែបណាបើសិនជាអ្នកចង់មានសុខភាពល្អមានរាងកាយមាំមួនអ្នកត្រូវតែមានលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការហាត់ប្រាណនឹងមានគុណប្រយោជន៍អីខ្លះជួយទៅដល
hay lớp bình tĩnh tiện nấu việc bàn bằng thoi cầm rất chỉ còn là con chim đài tiếng nít xuất sang tài chia át hạ được do dài lo bằng phớt sản phẩm sọc thịt bẹ đồng hai mũi bình tĩnh nấu cứ ắt tập bò này càng hấp tan ấy có việc bàn chui ở mình nấu để miên riêng cay tôm sáu ấy tay khai từ chìm miên thịt răng ngon làm bình phẳng đài hai chấm này ti pi vẫn cứ rẻ xa khu các bà đã bỏ nhớ nước ao cất bàn lo cả tập bò làm hấp tan chia bảy trăm việc bàn chui cắt bằng thoi chìm ngứa đặt sạch sai chim của các bà miên cà bị sọt mũi nước bàn bằng hàn tha cả hấp tan chui đó cả cà pi chìm ngứa lép lép nằm tập bò ở cả cất bỏ nhớ nước bàn lo chìm buồn phẳng đài chấm này ai côn bảy giờ ti bay để bàn làm việc cả hấp tan nó cứ cướp cướp cầm đất chít con này không chìm bàn lo cả hấp tan chìm bảy trăm ngay việc mình trầm tài chui rẻ xa tầm ngôn để miên nước không sọt cặp hiệp nội tệ việc thèm tiền chui bằng can pi prai prua tờ nâng suy lên hai nâng cắt bàn thoi cầm đất chít con này không chìm phẳng đài vì miên cà sắc xa mũi bàn rồi khởi thả nè để hấp tan pi sam sập nội ti tờ học sập nội ti không mũi sập đá chui cắt bàn thoi chìm ngứa tụng nôm ai bàn đó tờ sam sập phía rồi nọ hai bờ dương tờ tam propok tham quan hành trật vánh bàn để dạy thả miên ca sai chiều mũi tờ lơ bồ đó chừng luôn mùi bốn mùi rồi bài nè đài miên ở dụ chim mới chống nâng chất sập trầm bấy chân nằm hai kê bán thôi ca tam đàn pi ốp có pro hai chia pro mán trăm chân nằm tờ lơ bồ đó thêm mùi bốn mùi rồi bài nè nụ tờ bán chân chỉ là tập hóa thả chỉ riêng rồi thay nè mình chăm mát thua lòng hạt bàn khăn phê nữ tệ bần tay kron tay chỉ ca hạt bàn trầm sra sra đồ chỉ đá rốt thay xuống bị đập răm từ xám sạch nửa tí có miên hạt hạt rồi gió thua ôi mà nữ ru nơ bàn dù ông bà anh phong đài chấm nay ai mà nữ đã thua lòng hạt bàn chập bị xám sạch nửa tí khăn ông mùi thay đòi ca đá rư thay xuống có ban cắt bắn thoi à tra này ca slap đó từ đọc răm pi phía rồi ạ nọ chấm nay ai chấm luôn mà nữ đã thua lòng hạt bàn pi mà chung tư cầm rạch khăn đài miên bảo man chia xám sạch nửa tí chia bảo chăm thay vấn việc bàn thua ôi à tra này ca slap đọc bó nhớ nước thoi chó đó từ xám sạch bay phía rồi ạ nọ bài dương tờ tam ca sắc xa khẳng lời nế bàn bằng hà nhạc khơi hạ ca hạt bàn mình trầm tại thua ai mình đủ dớ miền sọc cực hiệp lo tài bằng mật tê vì thêm tàng chúi cặp bàn thôi nơi ạp ra để ca sạp bàn tiệt phòng đôi nế bà sân bài nẹ tình ngọc nế chọn miền ở dụng vến cho chầm nái bê bàn tích bàn tuối pi rồi dạ bê bằng hay buôn màu rồi bọn nẹ tình ngọc nế xâm rắp thơ ca hạt bàn khá phòng hai mình trầm tài lòng hạt bàn tê ca bò đi phô bà hà bàn trầm trơ nâng miền ca kê bàn cực cuốn có vi chúi ao riêng cai đã bỏ dưới nước ngon muốn hai miên ở dụng quên phòng đài.